Em xin chào tất cả anh chị em buổi tối. Tối ngày mùng 10. Hôm nay ngày mùng 10. 10 tháng 4. Em lên cho anh chị em một lô quần. Anh em chịu khó theo dõi video này có cái gì phù hợp với mình chốt nha. Em cảm ơn tất cả anh chị em đã bỏ thời gian theo dõi kênh của em. Và đầu tiên là một cái quần satin. Nói về quần satin thì là thứ nhất, ai thích cực mát cái chơi satin anh em, hoặc là 6 túi hộp thì là quần 100 cô tông. Quần 100 cô tông là quần phải 6 túi hộp, hoặc là quần túi chéo caro bublin là những cái dòng là cực mát và 100 cô tông. Thì anh em mà thích mát thì như vậy, còn không thích mát thì nói chung dòng satin này là nó cũng đỉnh lắm rồi. Quan trọng là có mani để chơi nó không anh em ạ. Con này là bụng 84. Nói câu có mani thì thực sự cũng rất tội những anh em thèm khát mà không có tiền để mua phòng anh em. Thì ta coi cho đỡ thèm cũng được thầy. Con này dài 104. Đây là một quần satin màu xanh đẹp này. Khoan để em cho anh em xem cái con này, cái tem ở trong mất tiêu rồi. Thực sự con này thì em 100% là của Mỹ đấy, nhưng mà cái tem thì nó mất tiêu rồi. Nút này, qua kinh nghiệm thì chỉ có coi theo nhìn quần chất vải thôi, chứ con này không có cái tem nào hết nữa, mất tem rồi. Anh em nhìn tem, anh em nhìn ngoài anh em biết được không, chất vải của nó đanh và dày nha. Đấy, tuy là mất tem nhưng mà em vẫn đưa cái sự nghiệp của mình khẳng định con này là quần chuẩn Mỹ, cho nên em vẫn bán ra Mỹ đó. Không phải mất tem là không ăn nói được như anh em nghĩ rằng là phải có tem mới nói khèm với nhau được đâu nhé. Đây có một vết dơ này. Quần dưới thì xanh đều và đẹp, nhưng ở đây cũng có một chấm dơ, chấm trắng nhẹ nhẹ thôi. Nói về cái này thì em lại quá tự tin khi nói về nó anh em. Ở đây có mấy chấm dơ này, anh em nhìn thấy được không? Trắng trắng đó, dơ trắng trắng đó. Ở đây cũng có nữa này, hai chấm dơ. Con này thì ở ngay cái đầu gối này này, anh em nhìn thấy có vết trắng trắng nhẹ nhẹ nha. Con này thường là em phải bán con này là 1,5 triệu trở lên kìa. Đây hiện tại con này em vẫn lên là giá 1,5 triệu, nhưng mà chắc chắn là em sẽ bớt cho anh em rồi. Vì anh em biết giá trị của thằng satin rồi ha. Em sẽ bớt vì cái quần này bụng khá là đẹp. Nó đắt ở cái chỗ cái bụng đẹp và cái vải quần đanh đều và đẹp. Nhưng mà anh em để ý này, đằng sau, đằng hai bên hông đằng sau đều đẹp hết nha. Hai cánh gà đều đẹp hết. Nói chung ở đằng trước có những cái vết dơ, có những chấm dơ nhưng mà cũng không có lộ liễu. Chỉ có một chút chỗ này nó có hơi nhẹ thôi, chứ không có đáng là để mình nhìn lắm nhé. Hơi nhẹ thôi, bắt đầu hơi nhẹ thôi. Nha. Con này đáng lẽ em bán là như con này em lên giá là 1,5 triệu, nhưng mà em vẫn bớt con này luôn. Bớt cho anh em. Bớt cho anh em là 1,3 triệu. Em ghi 1,5 triệu đây này. Bớt cho anh em 1,3 triệu. Con này là mã 50 nha nhé. Bớt cho anh em 200 luôn đó. 1,3 triệu. Bớt là coi như là đói đời nhưng mà vẫn cứ phải bớt. Rồi tiếp một cái quần hàng Revive. Hàng Revive hay Levi's này. Levi's Revive. Quần này hơi bự. Nói về cái hãng này rất là nổi tiếng, bụng 100 nha nhé. Nhưng mà quần này thì nổi tiếng về quần bò. Dài 110. Chứ phải cái dòng này chỉ có 4 túi thôi nha. 4 túi, không có 6 túi. Có những con 6 túi nhưng mà con này có 4 túi. Dòng này vừa dùng dây kéo này. Dây kéo đồng nha. Tem của nó này nhé. Tem thì thừa lưa thất lướt luôn. Tem thì rất là nhiều. Hãng Revive nha, Levi's hay gọi là Revive, 97%. 97% đều và đẹp nhé. Chơi con này là chơi đã luôn.
400.000 mã 51, sale rẻ cho anh em luôn này. 400.000 mã 51. Tiếp một cái quần này màu nâu. Màu nâu nâu. Màu này giống màu xi măng ta. Hơi gần nâu nâu một chút. 6 túi hộp của bà Mông. Con này là bụng 104, căng hết cỡ là 116. 104 đến 116 nha em. Quần vải caro 6 túi hộp. 6 túi hộp dài 110. Con này là của cảnh sát Mỹ. 511. Nhưng mà chả cần thằng nào liên doanh hết. Một mình nó sản xuất cho nó luôn. À, Made in Bangladesh chứ. Bangladesh nó liên doanh với hai nước này. Bangladesh. Tatikan 511. Trời ơi, cút cho anh em một phát lăn cu cu luôn. Sorry anh em nha. Đầu tháng bị trâm tát cho phát lật lần mấy nghìn anh em. Sorry. Quần này 98%, lưng chun nha anh em. Bên này có cặp lưng chun này. Sorry anh em nhé. Hơi bị mạo phạm một chút. Tay khua. Cái ống quần này nó bự anh em. Ống quần này tầm 22. Quần tầm 22. Quần này rất là sang này. Ai mà vừa con này bẩn với áo thun, áo sơ mi hay áo thun gì cũng được hết. Rất là đẹp nhé. Túi thì nhiều lắm ạ. 1, 2 túi. 3, có 3 túi là 6 túi thôi. Rồi chốt giùm em con này là 400.000 mã 52, bán rẻ cho anh em luôn này. Con này giá cực rẻ nha em. Sale rẻ luôn. Tiếp một con này satin. Một con satin màu xanh. Dây kéo đồng á, dây kéo đồng nhé. Con này là bụng 78, căng hết cỡ là 80. Tức là căng hết cỡ mới được 80. Và nếu anh em mà bận 80 con kích á, thì anh em xịt giùm em cái nút ra đây một chút này nha. Là 80 thoải mái như con gà mái luôn. Thoải mái như con gà mái luôn. Satin dài 100. Ai thích mát thì chơi con này nha. Mát đỉnh luôn. Gọi là mát gà luôn. Mát không biết cảm giác là nóng là gì nữa thì chốt cái dòng satin này. Ở đây dính một chút cái này gọi là bút lông á, bút lông. Bút lông thì anh em mà biết cách thì xử lý là nó bay mất à. Còn đây là hai cái đường chỉ thừa mình cắt đi nhanh ấy. Không có ấy đâu, không có sợ gì hết á. Quần này rất là xanh. Xanh và đều á. Xanh và đều nhanh nhé. Em cũng nhấn mạnh với anh em một cái nữa này. Khi em like là cự ly của nó từ cái điện thoại lại đây là 50 phân. 50 tức là nửa mét thì nó màu như thế này. Còn khi em chụp ảnh cho anh em á, thông thường chụp lại để nhìn thấy cái mã này này. Chụp lại gần đấy, tầm này mới nhìn thấy được cái mã thì em chụp gần. Chụp gần thì điện thoại, anh em thử lấy điện thoại, anh em thử làm một phát là anh em trả lời ngay. Khi anh em chụp gần nó khác và chụp xa nó khác. Chụp đúng cự ly thì nó không cần lấy nét, chỉ cần lấy màu chuẩn thôi. Còn lấy lại gần á, thì cái điện thoại anh em liền một phát lại gần anh em chụp thì làm sao nó lấy nét được phải không ạ? Thì khi nó lấy như vậy gần, gần chừng nào màu nó trắng chừng đó, màu bạc chừng đó, không chuẩn màu. Chứ anh em đừng có đòi hỏi là khi like thì sao màu như thế này mà chụp lại gần, sao chụp cho tôi hình thì lại trắng bạch vậy, không phải con nó của tôi. Và thầm tệ có một người xả hàng vì màu này không phải màu đó. Tới khi em bảo cho em giải thích, chờ em chụp một tấm nữa, nếu như không đúng màu như trong video thì anh hẳn không lấy cũng được. Tuy là em rất là đau vì con nó đã chốt qua ngày sau mới lên đơn. Mà người ta thì dành nhau chốt không được. Vậy mà tới khi chỉ có cái chụp mà không cho em chụp lại để coi hình luôn. Xả, không coi hình nữa. Em đã cho em chụp một tấm nữa, nếu như anh cảm thấy màu đó đúng như trên video thì anh chốt. Không,
không cần coi, chơi vậy đó. Cho nên anh em đừng có độc quyền quá, và cũng chả có cho ai giải thích một cái gì hết, là cũng không có được đâu. Rồi, nói vậy chứ là làm gì được nhau anh em. Rồi cái quần này nói chung không biết, không hiểu biết về điện thì mình giải thích chứ đấy có làm gì đâu. Con này xanh này, xanh và đều, nói chung là xanh lè đó. Rồi con này chốt 1,5 triệu dùm em, mã 60. Con này là 96-97% nha, chưa có watt, chưa có gì hết luôn này. Chưa có một cái điểm nhấn chỗ này gọi là. Chốt dùm em 1,5 triệu mã 60. Nói đúng ra là chính con đó đó. Tiếp một, tiếp một cái quần này là 6 thứ hộp màu đen thùi lùi. Con này của 511 luôn. Con này của 511. Việt Nam liên doanh mới đẹp chứ. Tatican. Con này 511 của Việt Nam liên doanh với Mỹ nha anh em. 38x34. Màu đen thùi lùi mới gọi là đen tuyền nha. Bụng 96 giãn ra hết cỡ được 104. Chất vải caro. Con này là hơi gì đẹp đó, mới khen. Dài 110. Đen thùi lùi luôn nha. Không tì vết. Nói không tìm vết chứ chỗ này cũng bị hình như cái phần chỗ này nó hơi to to ra chút thì nó sượt một phát đây rồi đó. Anh em nhìn thấy không? Cái này ma sát vào đâu một phát rồi đây. Nó hơi trắng trắng hơn một chút. Nhưng mà quần rất là đẹp luôn á. 400.000 mã 59. Bán rẻ luôn nha. Bình thường không có con nào giá như thế này đâu. Rồi em lên một con áo hải quân. Một con áo hải quân của Mỹ. Dây kéo đồng. Dây kéo đồng ý. Con này có tem mạc đàng hoàng nha. Con này medium đời 85. Hàng cấp phát của lính Mỹ nha anh em. Con này chất vải của nó là dòng kaki. Ở cái cổ này. Con này là ba lớp ấm lắm ấy nha. Bao âm độ cho anh em này. Trên cái cổ này dính một chấm dơ. Dơ này tạm thời tay em khẩy chưa có ra. Ba chấm sơn này. Dưới này đều vào đây thì bị dính sơn đi nhé. Dính sơn nha. Ở đây cũng nữa này. Anh em nhìn sơn giùm em cái. Được có chừng nữa còn đâu mà dóm. Ở ngay cái cổ tay này thì cũng là hơi dơ một chút nha anh em. Hơi dơ một chút về giặt cho mấy em cái. Quan trọng cái bo này có lỗi không này. Không có bo, không có lũng. Nhưng mà có vết sơn nha anh em. Vết sơn á. Sơn này có rất là nhiều người có vỏ biết cách làm ra nha. Có nhiều người ở nhiều vùng người ta dùng dùng bằng một cái rễ cây gì á. Nấu nước lên và nấu bằng cái này vào thì nó sẽ nhả ra hết những cái này này. Cái này dơ này, sơn á. Hồi trước em có một ông anh, ông kêu là em thích thì anh gửi những cái rễ cây đó vào cho mà tẩy những cái này ra đi, mà bán cho có lời. Nhưng mà em thì không có thời gian. Của hôm mà ai hẹn em quên mất rồi. Cho nên em mới thôi cứ làm như vậy, bán được đồng nào được. Đây sơn anh em. Bán được đồng nào được chứ giờ mà không có thời gian cái nào ôm hết chết luôn á. Đó, có sơn ở ống tay này. Cái cổ tay này nó lại dơ nữa nè. Mà bây giờ có ý định thì quên mất cái người chỉ cho rồi. Cái này cổ tay nó có lỗ, lỗ một lỗ này. Tính thuê một nhân viên để xử lý những cái vết dơ này này. Thì lại quên mất cái người đó là ai rồi. Quên mất. Ở đây cũng dính dơ vào chỗ đặc biệt nhất cái bả này này. Em nhìn này. Chỗ này nó bị một cái gì nó đốm đốm trắng trắng này. Như kiểu là bị lăng men. Như kiểu là người này bị lăng men. Không phải. À, bị như bị trên da mình mà bị lăng men. Chứ không phải là người này bị. Con này là vai 48. Dài áo 71.
248, con này medium thì 70kg. 70kg nha anh em, 60kg thì có cái bụng to ra một chút và 70 thì thon gọn này. Áo hải quân Mỹ cực ấm. Anh em có thể bận vào thời tiết âm độ. Với thời điểm này là rẻ vì nó không phải là mùa đông. Nếu anh em mà có tiền, có sàng thì mình mua mình cất, và mùa đông mình khỏi phải mua, và nó rẻ hơn nhá. 1.1 mã 62. 1.1 mã 62. Em lên cho anh em một con áo Philos nữa này. Bữa một của hãng Alpha, màu lòng súng đẹp tuyệt vời luôn. Con này là hai lớp nha, sử dụng hai lớp này, dây kéo nhôm. Dây kéo nhôm, anh em dòm cái đầu này. Đỉnh chưa? Đầu ra và đầu vào ha. Lót cam thì đều màu ha. Đấy, Alpha này, cái màu này hơi bị ngọt luôn. Cái màu của nó đỉnh. Phải nói là Alpha này, USA, Alpha nha, USA này, tức là hãng Alpha này sản xuất cho Mỹ ấy. Còn cái tem quân đội là tem này này, MA1 size large, TN USA, Made in USA ha. Đều có bằng chứng, nhân chứng hẳn hoi. Đầy đủ tem mác. Bo còn đẹp nhé bà con, bo còn đẹp nha. Cái ống tay này, trong này vẫn còn hai cái ngòi đựng bút trong này nhá, hai cái đầu ở trong này, này. Khi anh em mà dắt bút ra thọc trên này xuống ha. Rồi bo tay này nhé, bo áo này bo cho tới cái ấy rất là vip, và nó con này đẹp quá, cầu cho đừng có lỗi gì nữa, đẹp lắm, con này hoàn hảo lắm anh em ơi. Từ trong ra ngoài cái bo này, anh em nhìn cái bo này mướt chưa, bo rất là mướt nha, chưa không có lỗi một cái gì hết. Con này mà không chốt là phí quá, sạch lát rồi. Giá có 1.7 nè, con này bữa hôm em bán 1.9 đó, mà bữa nay sau con này có 1.7, con này sạch lát, ít lát là 90kg. Cút nha em, cút này, ai vừa cút ngay này. Con này vai 54, dài 64, cút nha, 1m7 được. Nếu mà anh em mà bẩn chưa quen thì 1m7 thôi, nhưng mà bẩn quen rồi đúng chuẩn của con này là 1m74, đúng chuẩn á. Còn chưa quen thì 1m7 thôi, ta cho dài dài chút, đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn, từ màu cho tới con áo. Chốt chùm em con này 1.7, mã 64 ạ. Mã 64. Tiếp một cái quần này của 511 nữa. 511. Chất vải caro màu xanh đen. Con này là bụng 100 mà căng hết cỡ là 106 nha anh em. 100 căng hết cỡ là 106. Dài quần 108. Vải mới và đẹp. Mới và đẹp nha. Con này được 97%. Ta đọc cái tem phát đây. Made in Việt Nam, tức là Việt Nam liên doanh cho Mỹ nha anh em. Cảnh sát. Mấy cái dòng liên doanh này này, nó là liên doanh ba nước. Hầu hết là liên doanh ba nước. Và con này là của Mỹ, nhưng mà Việt Nam liên doanh. Anh em đã sử dụng con này theo em là 3 năm rồi, thì mối của em là lúc nào hàng tuyển nó cũng tuyển những cái lô này về hết. Màu kaki 6 tuy hộp, kaki vàng cát, rồi lễ phục vàng cát, rồi lễ phục xưa và lễ phục nay. Đấy là những hàng tuyển mà nó lừa từ bên kia, nó tuyển cái đẹp cho em. Con này bán cho anh em 400.000 mà 53. Anh em theo em 2 năm rồi, anh em biết nó tròn hay méo không? Tiếp không, con áo Multicam chất vải caro nhé. Con này là mùa đông xe lạnh, vai 49, tức là lạnh vừa vừa phải thôi, lạnh như ở Lâm Đồng, Đà Lạt thì là vô tư, dài 70, còn mà lạnh mà âm độ như rớt tuyết ở Sapa thì đầu hàng nhé. Con này là American Size Large. Cái dòng này là của dân dụng chứ không phải quân đội.
của Mỹ, nhưng mà dân dùng Mỹ, không phải hàng quân đội. Con này còn rất là đẹp luôn, bao đẹp nha em á, không có vết nào để mà báo lỗi đâu nha em. Con này ai mà tin tin, tuổi trẻ trẻ quất con này thì khỏi phải chê, quá đỉnh và đồi luôn, quá đỉnh và đồi luôn nhá. Trời lạnh se se, tức là lạnh lạnh vừa thôi, lạnh tầm mười mấy độ, ok. Nhưng mà dưới 10 độ thì em sợ là anh em không đủ ấm đâu. Dưới 10 độ là không đủ ấm đâu nhá. Mới 97% chốt giùm em 1,5 triệu, mã 65. Chất nha anh em. Mấy dòng này nói về đụng hàng không phải dễ mà có đâu. Nó là dòng phi lốt đó. Tiếp một con M51. Con M51 dây kéo đồng. Con này là bụng 86, căng hết cỡ là 88. Anh em chờ em chút nha. Alo ba ơi, ba đâu rồi? Ba đâu rồi? Nghe nghe Phúc ơi, nghe nghe. Như em cắt hai hàng tiêu cho chị em đôi thoải mái một hàng lên dưới hẹp. Chơi chút đi. Tại chị đang like, giờ hỏi chị như kiểu không á. Chị đang còn like cho nên chị không tập trung được đâu. Chờ chút ông về cái chị kêu ông gọi lại nha. Rồi, em sorry. Đầu óc mà giờ làm hai việc một lần là coi như em mất tập trung rồi. Cái này là dài 108. Con này M51 nha anh em. Xanh và dày. Nó là anh của thằng M65 đó. Ai thích chơi quần này là quất nha. Quần này không phải là dễ có đâu. M51. Ai có ai chưa biết phân biệt thế nào là M51 và thế nào là M65 không ạ? Anh em thắc mắc thì cứ nhắn tin hỏi nha. Còn bây giờ là em like này. Quần này đều 96%, có vết in nút rồi đó. Có vết in nút rồi đó. Rồi. Cho anh em dòm cái tem trong cái mà. Đây, tem của nó nha nhé. Tem này, tem in đàng hoàng nha. Tem in thì M51951. Nhưng mà không, em không có đọc được cái size, không biết nó dập chỗ nào mà không thấy nữa. Rồi em đo nha, đo này là bụng này là size lát rồi, 78-80. Cho anh em dòm cái đầu khóa phát này. Quét A nha. Con này là 96%, M51. Ai thích chơi quần này, hàng sưu tầm đó, hàng là không phải tầm què đâu. Không phải là gọi là hàng cỏ đâu nha em. Chốt cho em 1,9 triệu, mã 67. 96% nha. Hình như chỗ này này anh em nhìn này. Anh em nhìn thấy không? Đây có một đường màu ố ố nhẹ nhẹ thôi. Em nhìn mà nhiều khi em cũng tin vào mắt mình luôn. Nhìn kỹ thì không phải. Nhưng mà nhìn lơ qua thì thấy một chút nhẹ nhẹ thôi, anh em nhìn trong thấy không? Chút nhẹ thôi, một chút xíu thôi. Tiếp một con áo tàu sân bay. Con này phi lốt tàu sân bay màu đen nha anh em, hay còn gọi là tàu hàm á. Vai của nó là 52. Dài áo là 65-66 lận á. 65 gần 66 lận á. 65 đi. 66 thì nó ở đây là một miếng dán nha anh em, một miếng dán nha. Cái đầu vào này. Đầu ra này. Dòng này chỉ có một mặt thôi nhá. USA này. Con này là của hãng Alpha. Đấy, US Alpha này anh em. US Alpha nha. Trên này là Mark in USA.
medium, size medium. Bên này đen thui lùi đều. Đó, bo này, bo ngon lành, bo ngon lành cành đào anh em, bo ngon lành nhá. Con này em cũng cho 96% luôn, vì bo ngon lành không bị lỗi gì hết. Size em vừa nói size medium hả, 7-80 kg. Medium là 70 kg. Medium là 70 kg nha anh em. Chiều dài thì em đã đo cho anh em, thì anh em thích chiều dài nó chừng nào thì anh em tự lượng sức mình nhé. Con này là 70 kg. Anh em bon chen lên được 73, nếu mà anh em mà có cái bụng thon gọn thì lên 73 ha. 65-70 kg và 73 bon chen. Chốt chúng em con này là 2.4 mã 66. 2.4 mã 66 nha. Tiếp một con M51 này. Tiếp một con M51. Dây kéo nhôm. Anh em biết không? Cái dây kéo này anh em cứ nghĩ là nó giống là nhựa phải không ạ? Nhìn giống nhựa. Thực sự anh em chỉ quay cho một người khác nhìn thì chắc chắn không có đụng vào thì cho đây là nhựa. Nhưng nó là bằng nhôm đấy. Nó xi một lớp nhựa, một lớp sơn ở ngoài, nhưng mà nó còn mới quá cho nên nó còn cái màu này đấy. Chứ không phải bằng nhựa đâu. Con này đời ba tem của thằng M51. Đời ba tem nhé. Vai của nó là 45 là small. Dài áo 77 là small short à. Nếu mà 78 thì regular, small regular. Con này lấy small, x-small à. X-small regular. Đo là trật lất hết cái cổ này anh em này. Thực sự ở trên cái cổ này có một chút trắng trắng dơ. Có vết dơ nha anh em. Anh em nhìn kỹ giùm em này. Có một chút vết dơ. Đời ba tem này thì là đỉnh, lắm là đỉnh luôn nha anh em. Tem còn rất là ngon lành luôn này. X-small thì con này lại, ủa sao X-small là vai 46? À đúng rồi, 46 là em quên. Con áo này rất là sạch. Thực sự là bữa hôm không có cái vết dơ này đâu này. Vết dơ này là nó bị va chạm vào tường nhà em rồi. Vết dơ này là vào bột trít á. Nhà em đây là đưa bột trít trít chứ không phải là ấy đâu. Cái vết in nút ở trên này này mới bắt đầu hình thành thôi. Nói đúng ra đây vết in nút cũng chưa phải đâu, như kiểu là cái hình thành của cái khung nút lên thôi. Xanh lè nhá. X-small này là anh em tầm 5-60 kg. Ai nhỏ thì quất con này, này thực sự rất là nhỏ, size nhỏ nhất và mới. Con này là em nhớ nó là mới tinh mà, chứ không có cái vết này đâu. Cất hôm giờ tính cất nhưng mà đưa ra lại bán luôn. Đây có cái vết này, này như kiểu bột trít nhà em rồi. Ai chơi sưu tầm chơi con này thì chất như nước cất. Mới keng. Ba cái tem. Anh em dòm ba cái tem của nó này. Thầm tệ cái dây kéo nó chưa có bị mất cái màu sơn. 50-60 kg mà em 55 kg là nghe cài lắc không kêu rồi. 60 kg chắc chơi không nổi quá. Anh em mà bận con áo này còn phải một cái lót này, còn phải một vài cái áo lót ở trong nữa này, cái áo ở trong nữa thì 60 kg là không có được đấy. Anh em chắc tầm dưới 55 kg thôi. Đúng ra của nó là 58 kg, X-small là 58. Cao trên 1m7, 1m7-1m74, nhưng mà anh em bận đẹp nhất. Nếu chiều dài 77 á, 77 thì nó nằm tầm sọt rồi. Tức là dưới 1m7 vẫn được. Sọt thì 75, 77. Nhưng mà con này dài có 77. Vì nó hàng xưa cho nên số đo của nó cũng hơi khác thường anh em. Cho nên không đúng mà reo lơ thì phải cao 1m7. 10 đến 1m74.
Nhưng mà thằng này dài có 77 thì bằng một con sọt dành cho người cao 1m6 đến 1m7. Thì cái đó tùy anh em nhá. Chốt giùm em 6 triệu mã số 3. Nhưng mà anh em mà sưu tầm một con M65 mà bỏ qua không có con này là anh em lại bị thiếu. Vì nó là đẻ ra trước rồi mới tới M65. Anh em ưng chốt giùm em nha. Tiếp một cái quần, anh em chờ em chút em báo cáo ông chồng gọi cho khách. Ba ơi, ba liền cho Phúc bên đây. Phúc. Tiếp tục em lên một cái quần này màu xanh. Màu xanh chất vải caro 6 túi hộp, nhưng mà con này là có lưng chun ở giữa. Thông thường em gặp cái con lưng chun ở giữa là của China, không phải của Mỹ nha. Cũng không biết nước nào, nhưng mà có một con em đọc thì của China, người ta cứ cho là China cho nó lẹ. Bùng 94, căng hết cỡ là 100 nha em. Thông thường em gặp như vậy thì em nói về luôn chứ mất công coi. Có cái tem này, chắc là của China. Lộc kêu là một hàng tiêu, xe không cắt không chui vào được, giờ cắt hai hàng được không? Cắt đi. Con này dài 106, màu xanh, vải caro như thế. Cái ống quần này thì tầm 20 đến 52 nhá. Em thừa 1 gram chút này, mới 97%. Nó là dùng bằng dây kéo đồng, 97% độ mới, quần mềm nhẹ nha em. Ai ưng con này thì chốt giùm em là 400.000 mã 58, 400.000 mã 58. Tiếp một cái quần này, đây là M65 này anh em, nhưng mà con này mất một cái nút thì đưa giùm em một cái cúc ra nha. Nhưng mà để nút này để mà anh em bữa nào mua được cái lót quần mà cài vào, bảo em đưa cho một cái nút. Cái này là dây kéo đồng này. Con này là bụng 90, dài quần là 102, bụng 90 dài 102 nhé. Ông muốn bật giản bằng biết rạn đó. Ông hỏi trong muốn bật giản phải hỏi ông rạn trong đó. Rồi con này là medium roller anh em ạ. Hàng cấp phát nha. Medium roller hàng cấp phát này. Con này đời 74. Đời 74. Đó, tem còn rất là đẹp nha. Tem này là tem quân đội á anh em ạ. Anh em mà mua đồ Mỹ á, thực sự không phải là cái đồ nào nó không viết cho cái chữ Made in USA đâu. Made in USA mới là của Mỹ, cái đó không phải, cái đó mới là tào lao ấy. Không phải là cái nào nó còn phải phụ thuộc vào đồ nữa, chứ không phải cứ ghi Made in USA là của Mỹ đâu anh em ạ. Con này xanh đều nha. Con này xanh đều này. Đấy. Con này màu xanh, xanh hanh chứ không phải là màu ô liu, cũng phải màu cỏ úa. Rất là đều màu luôn, vết in nút gì chưa có luôn này. Chưa có, dây chạc còn nhá. Vết in nút không có luôn. Nhưng mà ở đây lại có một chấm dơ. Như kiểu mực á. Này em vừa khẩy thì nó ra một miếng này. Không biết cái gì nó dính vào đây này. Vừa khẩy cái vỏ ra thì nó còn như kiểu thằng nào nó đưa mực nó chấm. Rồi. Tao cứ cho vỏn vẹn là 96, nhưng mà thực sự nó hơn á. Hơn 96. Vì anh em nhìn thấy vết in nút vẫn chưa có. Đây là cái không phải là cái vết in nút. In nút là cái bên ngoài nó sẽ bị bạc màu mới gọi là vết in nút. Còn cái hằn của cái nút ra ngoài, cái hằn ra ngoài không phải là cái vết in nút nha anh em. Cái hằn để nó đưa báo hiệu cho mình biết ở trong này có cái nút là khác. Và cái vết in nút là nó ma sát nhiều quá, cái chỗ này nó sẽ bạc đi.
3 triệu mã 68 một con 10 số 5 nhá. Tiếp một cái quần 6 cái hộp màu đen đen thùn lùi luôn. Con này là bụng 90. Dài quần là 112, bụng 90 dài quần 112. Con này là của cái gì đây ta, con này Ubran. Tem này nè, Made in Bangladesh. Con này của Bangladesh nhưng mà ghi Ubran đây nhé. Đó, em đọc hết cho anh em rồi đó. Còn mọi chuyện là ban cho trao cho anh em tự xét xử. Ở đây có một cái đai đôn ở mông và có 6 cái hộp có bằng mông luôn ha. Chất vải caro con này mới 97%. Có dính vài cái chấm trắng này gọi là bụi nhà em thôi. 400.000 mã 57 ạ. 400.000 mã 57. Tiếp một con Revive nữa này, hay còn gọi là Levit. Con này là 6 túi luôn nha, 6 túi hộp này. Có túi hộp đây nha, hồi nãy con có 2 túi thôi, 4 túi chứ. Con này là bụng 112, bụng cho bá lửa luôn, bụng 112. Trời ơi là trời, có ai vừa không? Trời dài 102, có ai vừa giơ tay lên nha. Thực sự là chắc là cũng gần vô địch rồi đấy. Nói về Revive Levit này thì nổi tiếng thì anh em không cần quảng cáo, anh em đầu tiên anh em chơi đồ VIP là phải chơi thương hiệu đồ bò, quần bò. Quần này rất là mới nhưng mà to, có bò mâm, có 6 túi hộp, rất là ngầu. Con này chùy đỉnh luôn, đẹp. Chốt chúng em 400.000 mã 54, bán rẻ cực rẻ nha. Con này em bận với một cái áo thun một màu ha. Nói chung là bận với cái áo màu của em là trùng với màu này luôn á. Rồi màu trắng, màu này nè. Đó, rất là đẹp. Hay là em bận đó, em bận hợp trùng màu luôn rồi đó. Chốt giùm em con này là 400.000 mã 54 nha. Em bán lộ luôn chứ không phải bán lời nữa đâu. Tiếp một con Satin. Satin chỉ có 4 túi thôi. Bụng của nó là 82, căng hết cỡ là 84 vẫn được nhưng mà 82. Dài 102. Đây là tem của quân đội nha nhé. Này tem này nó ép rồi, 32 x 31. Con này đời 6X. Đời 6X. Quần này có dính một miếng dơ này, nó nằm ở trong này nha. Nhưng mà nó ra ở sau mông luôn, tức là nó bị hai mặt luôn rồi đó. Con này màu xanh ngọc. Đều nha anh em, đây đều nha. Ở đây dính một chấm dơ nhẹ nhẹ thôi, nhẹ thôi, không có đậm nha nhé. Rất là nhẹ. Và qua bên này cũng có một chấm dơ nhẹ đây nữa này. Nhẹ thôi ha. Đều không? Nhìn màu đẹp không anh em? Alo anh em, có ai ngủ gật không đó? Đều và đẹp nha anh em. Đây nữa này, anh em nhìn qua ống quần này nhá. Dưới này không có. Đây có một chấm dơ trắng trắng nhẹ này. Đây có một chấm nâu nâu này. Nói chung là nó nhẹ nhẹ thôi, mình nhìn lướt qua thì không có thấy được đâu. Nhưng mà phải báo lỗi vì nó có, em nhìn thấy thì em báo. Ở đây có một chùm dơ. Chùm dơ nha. Rồi qua bên này. Bên này hết, không có gì để báo hết. Và em quay tổng thể để anh em dòm. Nói chung là nhìn chung không có ai mà đeo cái lúp lại mà dòi từng lỗ nhỏ nhỏ của anh em đâu. Chỉ có cái này này mới là đập vào mắt này. Anh em xử lý được thì xử lý nha. Khi mà anh em bẩn quần thì nó phủ mông rồi. Nhưng mà cái vết này mới là vết nhìn thấy được thôi. Còn tất tật thì không có bẩn tâm. 1.3 triệu mã 61. Con này
Nếu như mà nói chất vải thì dày dặn đều, chỉ có vết dơ đấy làm cho phần trăm của nó tụt thôi. Thì anh em cho bao nhiêu? Bây giờ anh em không cho em cho. Tiếp cái quần này là vải caro 6 thứ hộp, vải dày nha anh em. Bụng của nó là 102 và căng hết cỡ là 108. Lưng co giãn bằng chun dài 110. Con này của hãng Bupper. Hãng Bupper. Hàng của Mỹ nhưng mà hãng Bupper. À, con này của Haiti chứ không phải của Mỹ đâu. Con này là hãng Bupper nhưng mà của Haiti này. Haiti không phải của Mỹ. Vải dày. Màu đen thu lùi. Màu đen thu lùi nhá. Nói chung là mới đẹp. Có vết dơ đất nhẹ nhẹ là do em đạp lên. Nhà chật phải đạp đi đập lại đè đồ đập. 400.000 mã 55. Một con cuối cùng màu xanh mực. 6 cái hộp hơi chà bá. Anh em về á, anh em muốn bẩn con này đều có cái đai đôn ở đây này. À, ta rút một bên lại như vậy khỏi cần đi sửa nha. Hai bên anh em còn rút được 10 phân như vậy ít đâu. Rồi con này là bụng 110, vải caro 6 thứ hộp, có bò mông, dài 112. Quần xanh đều và đẹp. 6 thứ hộp có bò mông này. Mới đều luôn á. Em bán con này 300.000 mã 56, 300.000 mã 56. Cái tem của nó nha em. Để ta coi tem này của thằng nào nha. Con này lấy 135 cô tông. À, 35 cô tông chứ nó không có Hollywood à. Con này nó không nói là nước nào hết rồi bà con ơi. Con này nó không nói nước nào, anh em đọc được cái nước này là nước nào không? Này là cái hãng. Rồi, ok, chốt giùm em 300 nha. Nước nào ấy, cái này gọi là của em. Chốt giùm em con này là 300.000 mã 56. Chất vải hơi bị đỉnh luôn. Chất vải nha, mới và đẹp. Chốt giùm em 300.000. Em cảm ơn tất cả anh chị em và hẹn anh chị em. Quên. Video này là video đêm nay mà. Đêm mùng 10. Hẹn anh em qua sáng ngày 11 ta gặp nhau nha anh em. Em cảm ơn và bye, hẹn gặp lại anh em ạ. Dạ, cái quần 21 không?